Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận có buổi tiếp xúc cử tri phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. Nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề còn tồn tại vướng mắc tại địa phương được cử tri kiến nghị đến đại biểu Quốc hội. Cử tri phường Hàm Tiến cho biết, Hàm Tiến là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh Bình Thuận, nơi được mệnh danh là thủ phủ resort. Nhưng hiện nay, khi vào mùa hè, rác thải từ biển trôi dạt vào bờ biển khiến du khách ngán ngẩm. Tình trạng diễn ra nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch địa phương. Cử tri đề nghị phải có giải pháp cho tình trạng này. Tới mùa Nam, ở đây tức là ở địa phương kêu dù mùa Nam, thì tức là cái mùa nghỉ hè của Việt Nam, thì có một cái lượng rác ở ngoài bờ biển rất là nhiều và nó đẩy thẳng vô cái chỗ trung tâm phố Tây của biển luôn. Đề nghị thì cỡ cái có một cái đoàn nào của đại biểu của Quốc hội hay Trung ương gì đó đi xuống khảo sát vào cái mùa hè từ ngay bây giờ là sáng ra là không thể chấp nhận được. Cử tri cũng đề nghị tăng cường việc tái định cư và đền bù việc thu hồi đất cho nhân dân. Cụ thể, đường 706B được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận thu hồi đất và xây dựng từ năm 2006. Tuy nhiên, hiện nay sau gần 20 năm, việc đền bù đất cho người dân vẫn chưa hoàn thành. Cái dự định quy hoạch quỹ đất 706B, thì trong đó thì có diện tích đất của gia đình tôi đã thu hồi từ năm 2007 đến nay. Nhưng hôm nay vẫn chưa được đền bù thỏa đáng. Giả sử như bên tỉnh, thành phố không còn thu hồi nữa, thì trả tự do cho ta sử dụng. Các vấn đề về xây dựng đường ra biển cho dân, cũng như phát triển chợ đêm, tháo gỡ vướng mắc liên quan đến quy hoạch Titan, hạn chế sạt lở ven biển cũng được người dân kiến nghị tới đoàn đại biểu Quốc hội. Các ý kiến của cử tri Hàm Tiến và Thiện Nghiệp được đoàn đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp gửi các cơ quan liên quan xem xét trả lời theo thẩm quyền.